Mở cửa cho chị Quỳnh ơi. Về sớm quá vậy chị? Một chỗ chỉ nhận hồ sơ, chưa phỏng vấn liền. Còn một chỗ đang lộn địa chỉ thì phải. Chị tìm hoài không ra. Để lát coi lại rồi chiều đi tiếp. Chị ráng lên. Khởi đầu bao giờ mà không gian nan hả chị? Nói thiệt, chị bắt đầu thấy nản rồi. Nhưng mà chị không bỏ cuộc đâu. Tốt, có chí khí. À, báo cho chị một tin mừng nè. Anh Đạt á, đã nhận bạn Thảo ở công ty ảnh, để cho chị đám máy ở nhà đó. Thiệt hả? Ừ, cũng không có bao nhiêu tiền, nhưng mà chịu khó làm cũng đỡ sốt ruột hơn. Chị phải cảm ơn em với lại anh Đạt nhiều lắm. Nếu không có hai người thì... Chị lại nữa rồi. Cả đời em phải cảm ơn chị mới đúng á. Vì chị sinh ra em lần thứ hai mà. Thôi. À, sao chị không thấy anh Đạt qua ăn cơm vậy em? Hôm nay anh Đạt ăn cơm ở nhà. Chị Hiền nè. Sao tự nhiên em thấy hồi hộp quá à? Trời đất ơi, chỉ có một bữa anh Đạt không qua ăn cơm mà em hồi hộp vậy á hả? Không phải là vì chuyện đó. Em hồi hộp là vì ngày mai anh Đạt dắt em tới ra mắt ba má ảnh. Thiệt hả? Trời ơi, vậy là em sắp lấy chồng rồi. Nhưng mà em chưa tới nhà anh Đạt lần nào. Không biết phải mặc gì, cư xử ra làm sao. Không biết mẹ anh Đạt có khó tính không nữa. Em lo quá à. Chị nghĩ á, chắc người nào cũng có tâm trạng giống em bây giờ thôi. Cứ tự tin lên, cư xử đàng hoàng, phải phép nè, thì là ổn thôi. Mà chị nghĩ á, nhìn anh Đạt như vậy, mẹ ảnh chắc cũng không khó tính lắm đâu. Em đừng có quá căng thẳng như vậy ha. Em cũng biết như vậy, nhưng mà em vẫn thấy hồi hộp quá. À chị nè, chị giúp em chọn bộ đồ thật đẹp để ngày mai em mặc nha. Vô chổng đi, chị chọn cho. Trời ơi, bạn bè kiểu gì vậy? Mới có mấy năm mà quên luôn nhà tao là sao? Hả? Kinh doanh mà anh lại bỏ nhiều công sức giúp tập đoàn của tôi như vậy, tôi rất là cảm kích. Tôi không quan tâm đến vụ này, tôi chỉ nghĩ đang giúp Tuyền mà thôi. Nhưng dù sao thì tôi cũng rất cảm ơn anh. Không sao đâu, Tuyền không mở lòng với tôi là sao? Tuyền à, thật sự là tôi đã kiên nhẫn chờ Tuyền rất lâu rồi. Con trai bà giỏi quá. Chúc mừng sinh nhật của cưng của ba nghe. Bây giờ ba cắt cái bánh này làm đôi, còn một nửa, ba một nửa. Mình chia làm ba phần đi ba. Ba này, để dành cho mẹ một phần nữa chứ. Mẹ cũng thích ăn bánh sinh nhật lắm đó. À, à,
ba tặng thêm cho con một món quà làm sinh nhật nữa nè, thích không? Để ba thổi cho con nghe nha. Dạ. À, mẹ về. Ừ, chào con. Để con mời mẹ nhảy một bản nha. Ừ, xin lỗi con, bữa nay mẹ mệt quá. Nhưng mà mẹ có quà cho con nè. Đây, chúc con trai sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn mẹ. Hôm nào mẹ rảnh á, mẹ sẽ dẫn con đi chơi ha. Dạ. Bây giờ mẹ mệt quá, mẹ đi nghỉ trước đây. Mình tiếp tục cuộc chơi nghe con. Dạ. Anh đừng có thổi nữa, em nhức đầu quá. Ba, tao ba nói mẹ thích càng hát Monica. Ba nói xạo quá. Đồ thì cũng nhiều đó chị. Ừ. Nhưng mà toàn là mặc rồi không à, không có bộ đồ nào mới hết á. Ừ, chị nghĩ không nhất thiết phải là đồ mới đâu, chỉ cần bộ nào mà tươm tất là được rồi, không cần cầu kỳ quá đâu. Cái này á thì đơn giản quá à. Còn cái này á thì màu mè quá à, ghê quá à. Chị coi cái này nè, cổ thì trời ơi, rộng hơn là cái gì nữa. Kỳ quá à. Trời ơi, em nhức đầu quá chị ơi. Bình thường đi chơi á, em đâu có phải rắc rối trong chuyện lựa chọn quần áo như vậy. Giờ không biết mặc cái gì hết. Trời ơi, em cứ căng thẳng như vậy á, làm cho chị mai mốt không dám ra mắt mẹ chồng luôn đó. Chị, nhìn cái này có được không? Hey, bộ này đẹp nè, đứng dậy, đưa đây cho chị. Wow, đơn giản mà lại rất là hợp thời trang nha. Nhất định sẽ hợp với mấy bà mẹ khó tính đó. Thử đi. Thử đi, có đẹp không? Em cũng thích bộ này đó. Nhưng mà nhìn nó có đơn giản quá không chị? Đơn giản thì bây giờ em chỉ cần mang một đôi sandal quai mảnh nè, xách một cái ví tay nhỏ nè, cài một cái cây cài màu trắng nè, và nhớ là make up nhẹ nhàng thôi, không có được đậm đâu đó. Wow, đúng là có nhà thiết kế trong nhà lợi hại thiệt đó. Bộ này đẹp thiệt. Vui quá à. Hoàng Anh à. Ừ? Ông Khang là đối tác lâu năm của tập đoàn của mẹ, con đừng có hiểu lầm. Con không quan tâm đâu, cũng chẳng cần biết ông ta là ai. Với lại chuyện riêng của mẹ con không thể can dự vào được. Mẹ biết, con đã nói là việc riêng của mẹ là con đã nghĩ tới ít nhiều rồi. Nhưng mẹ và ông Khang thật sự không có gì hết. Bao nhiêu năm rồi mẹ vẫn không nghĩ tới một ai khác ngoài ba con. Mẹ không cần biết ai nói gì, chỉ mong là con hiểu được mẹ. Có cần thiết phải như vậy không mẹ? Con thấy chuyện này cũng không quan trọng tới mức đó đâu. Nhưng dù sao, nghe được những lời này của mẹ chắc là ba cũng mát lòng lắm. Nhưng phải chi sớm hơn được một chút. Cách đây khoảng mười mấy năm thì tốt quá. Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi vì những chuyện đáng tiếc đã qua. Con biết là nó đã qua. Nó đã qua từ khi nó còn tồn tại kìa. Đúng không mẹ?
còn đói rồi đúng không? Thôi đi tắm đi rồi xuống ăn cơm nha. Đi ngủ đi cô nương, mai còn đi xin việc nữa đó. Nên nhớ á, đây chỉ là nghề phụ thôi, đừng có ham hố quá. Chị ráng đánh xong cái tập này, chứ không thôi để mai lộn xộn tùm lum hết đó em. Mà công nhận mấy người với kịch bản này hay thiệt á. Mỗi người có một nghề thôi chị ơi, cái mà mình không biết á thì nghĩ là nó cao siêu. Biết đâu á mấy tác giả kịch bản này nè mua được một bộ đồ đẹp của chị á, thì nghĩ là chị vĩ đại thì sao, đúng không? Bữa nay á em khác xưa nhiều lắm đó, cái gì cũng nói được hết trơn á. Đúng là phu nhân của nhà biên kịch có khác nha. Thôi nghỉ một chút đi, qua đây coi tivi với em. Dân, phương châm của tập đoàn chúng tôi trong 2 năm tới là thâm nhập vào 2 thị trường lớn là Đông Âu và Nam Mỹ. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để trở thành sự lựa chọn ưu việt của khách hàng ở 2 thị trường khó tính nhưng đầy tiềm năng này. Riêng đối với thị trường trong nước thì từ nay tới cuối năm, tập đoàn của chúng tôi còn ra mắt 2 bộ sưu tập thu đông định kỳ và dự định sẽ có thêm 1 bộ sưu tập tùy biến nữa. Chị nhìn gì mà chăm chú quá vậy? Ai nhìn vào không biết á, tưởng chị yêu bà giám đốc này đó chứ. Chị hâm mộ bà ấy đã lâu lắm rồi. Một mình gây dựng nên sự nghiệp suốt mấy chục năm, điều khiển một tập đoàn thời trang lớn nhất như Việt Nam mà nhiều năm nay chưa hề bị tuột dốc lần nào đó em. Ở trong trường của chị á, bà ta trở thành một huyền thoại nữa đó. Rất đáng ngưỡng mộ phải không em? Chị á, đừng có bao giờ nghĩ chuyện gì cũng lung linh như vậy. Mọi thứ á, đều có mặt trái của nó. Em nghĩ á, một người đàn bà hoàn hảo như vậy sẽ khó có được hạnh phúc lắm. Chị nhìn ánh mắt của bà ấy đi, rất cô đơn và buồn bã. Cái gì nữa đây? Em á, sắp theo anh Tiến Đạt làm nghề viết kịch bản nữa đó hả? Nếu mà chị được vô công ty đó làm thì cũng tốt, lương lậu thì chắc cũng được. Mà còn có điều kiện phát triển nữa, đúng không? Đó cũng là ước mơ của chị từ hồi còn đi học đó em. Nhưng mà chắc gì được, tiêu chuẩn chắc là cao lắm. Bộ cứ tiêu chuẩn cao là phải lùi bước hả? Coi bộ chị không có chí tiến thủ chút nào hết đó. Tiêu chuẩn cao cỡ nào mà chị không đạt được chứ. Nè, chị tốt nghiệp lại giỏi nè, xinh đẹp nè, ngoại ngữ cũng tạm ổn, sao lại không đủ tiêu chuẩn được chứ? Để em kiếm thử thông tin coi tập đoàn đó có đang tuyển dụng nhân viên không ha. Cảm ơn anh nhiều.
chị đã lâu. Hôm nay mạo muội gửi chị bó hoa này chính là để thay lời muốn nói rằng em chúc chị một ngày may mắn. Cảm ơn em nhiều lắm Ngọc Quỳnh à. Mời quý vị vào tham quan phòng trưng bày. Xin mời quý vị. Mời sang bên này. Dạ xin chào. Dạ mời. Đây là lô hàng mới nhất của tập đoàn. Anh xem thử. Đây là sản phẩm mới của công ty. Quý vị coi dạ, đi. Dạ xin mời. Dạ. 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 Chất liệu được quá chị ha. Ừ. Bây giờ mời lên phòng thiết kế. Dạ mời. Dạ. Đây là một lô hàng mới. Mọi người, hôm nay phòng thiết kế của chúng ta vinh dự đón một phái đoàn nước ngoài đến thăm. Dạ, mời ông. Ừ. Dạ, chào ông. Giới thiệu với mọi người, đây là ông Quỳnh Đông, đại diện công ty Maya ở Thái Lan. Ông Quỳnh Đông sẽ chính thức ký hợp đồng với công ty chúng ta trong thời gian tới. Chào ông. Ừ. Xin giới thiệu với ông, đây là những nhân viên thiết kế trẻ, tài năng trong phòng thiết kế của chúng tôi. Và đặc biệt, người này là trưởng phòng, một người từng làm nên cơn bão thời trang 10 năm trước. Ồ. Oh. Xin chào anh. Dạ chào. Tôi đã chú ý tới những thiết kế của tập đoàn này từ 3 năm nay. Trong hình dung của tôi, những nhà thiết kế của tập đoàn phải là những người có thâm niên và kinh nghiệm lâu năm. Tôi không ngờ tập đoàn này lại tập hợp được những nhân tài trẻ tuổi như vậy. Tôi thật sự rất khâm phục các bạn. Và tôi hy vọng chúng ta có thể hợp tác lâu dài. Dạ vâng ạ. Rất cảm ơn ông. Chúng tôi có được ngày hôm nay là nhờ sự dìu dắt tận tình của bà chủ tịch đây ạ. Nếu dùng những lời khen để hình dung chủ tịch của các vị thì tôi cũng không biết phải dùng những từ ngữ nào cho chính xác. Chỉ có thể nói ngắn gọn nhất là chủ tịch của các vị đây là một người vô cùng xinh đẹp, cảm cực ơn kỳ ông. Tài ba và vô cùng mỹ mãn trong mắt của đối phương. Tôi không biết vốn tiếng Việt của mình có đủ để diễn đạt ý của mình hay không. Mong các vị đừng chê nha. Cảm ơn ông. Cảm ơn về những lời khen của ông. Bây giờ thì mời ông về văn phòng. Chúng ta có thể ký hợp đồng chắc là được rồi chứ ạ. Ok. Dạ mời ông. Dạ, xin mời ạ. Mọi người vô làm việc tiếp đi. Dạ xin mời quý vị qua đây. Xin mời. Cũng là người trong nhà thôi mà. Ừ. Có cần thiết phải ngưỡng mộ vậy không? Ừ, chị nói gì kỳ vậy? Người trong nhà là sao em không hiểu. Có gì đâu mà em phải giấu giếm. Chuyện em với anh Việt á thì công ty ai cũng biết hết trơn rồi. Ai cũng mừng cho em hết á. Trời ơi, em với anh Việt á chỉ là bạn tốt của nhau thôi à. Tại thỉnh thoảng á ảnh hay rủ em đi ăn, đi uống cà phê, nhưng là bạn bè thôi à, mọi người đừng có hiểu lầm nha. Thiệt đó. Em chưa nghĩ đến chuyện riêng tư đâu chị à. Vậy sao? Em nói vậy thì chị cũng biết vậy thôi. Nhưng đó là phần của em thôi. Chứ chắc gì anh Việt đã không nghĩ như vậy. Chỉ cần nhìn sơ qua ai cũng biết ổng say mê em như điếu đổ. Chuyện gì á ổng cũng đứng ra binh vực cho em hết trơn á. Mà tính ra cái số của em á thì cũng có phước lắm á. Sau này lấy anh Việt á sẽ tạo dựng được tương lai vững chắc rồi đó. Còn gì phải lo chứ. Phải chi chủ tịch á mà không có con trai á thì tốt biết bao nhiêu. Toàn bộ gia sản này á sẽ thuộc về anh Việt hết. Ủa chị, bộ chủ tịch có con trai hả chị? Ủa sao trước giờ em đâu có nghe ai nói đâu. Chuyện này không có nhiều người biết đâu. Tại ngày xưa á, ông lái xe cho bà chủ tịch á
ổng cưa chị. Tính chị thì lại tò mò, nên chuyện gì mà chị không biết chứ. Em vô đi. Sao em đừng có căng thẳng quá mà, chỉ là gặp mẹ anh thôi. Lúc ở nhà em tự nhủ là phải bình tĩnh, nhưng mà sao tới đây em thấy hồi hộp quá à, nuốt không nổi nước bọt nữa. Mà anh nè, anh thấy em ăn mặc vậy có ổn không? Đẹp. Rất đẹp, rất hoàn hảo. Tự tin lên nhé. Chào bác. Dạ mời bà và cô cậu ăn trái cây. Không có ăn, đem trái cây ra làm gì? Đừng rót nước, vô trong làm chuyện đi. Dạ. Mẹ, đây là Ngọc Quỳnh, bạn gái của con. Hôm nay con đưa Ngọc Quỳnh về, trước là ra mắt mẹ. Sao là con xin phép mẹ cho tụi con cuối năm nay tổ chức lễ cưới đó mẹ. À, tôi nghe con trai tôi nói về cô hơi nhiều. Cô là người Vĩnh Long phải không? Cha mẹ cô làm nghề gì vậy? Dạ, ba mẹ con mất khi con còn nhỏ. Con về sống với bà ngoại. Khi con lên học đại học thì bà ngoại cũng mất. Bây giờ con không có ai bên cạnh hết. Cô đúng là giỏi thiệt đó. Sống một mình, không có ai nuôi dưỡng, không có cái gì trong tay. Vậy mà cô cũng học hành dở dang, đáng khâm phục đó. Dạ, con cảm ơn bác đã khen. Dù sao, cô cũng là người có học, nên tôi cũng không cần phải dòm vo nữa. Tôi không thể đồng ý cho Tiến Đạt lấy cô được. Mẹ, mẹ nói gì vậy mẹ? Mẹ nói tiếng Việt, con nghe không hiểu sao? Mẹ không đồng ý cho con kết hôn với cô gái này. Cái gì? Vậy thôi. Còn cô, cô có hiểu những điều tôi vừa nói hay không? Dạ thưa bá, con biết là con còn có nhiều điều khiếm khuyết. Tôi không có thời gian để bắt khiếm khuyết của cô. Tôi chỉ biết duy nhất có một điều, cô không xứng đáng với Tiến Đạt con tôi. Đơn giản vậy thôi. Mẹ, con có cái gì đâu mẹ. Mà Ngọc Quỳnh không xứng đáng với con. Mẹ là người lớn, những điều mẹ nói ra phải chừng mực, để sau này Ngọc Quỳnh còn tôn trọng mẹ nữa chứ. Con đừng lo, sẽ không có ngày mẹ và cô ta có quan hệ gì đâu. Con á là người nói chuyện không có chừng mực đó. Con có gì con không biết sao? Nhà cao cửa rộng, hộ khẩu thành phố, ông bà cha mẹ con đều là cán bộ của nhà nước. Bản thân con là người có học thức, có tương lai, ai cũng có thể lao vô con rồi đã yêu con say đắm, rồi đợi kết hôn với con. Trong những con thiêu thân đó, con phải tỉnh táo lựa chọn một con thiêu thân xứng đáng chứ. Xin lỗi bác, nhưng con không phải là người tính toán như bác nghĩ đâu. Tôi còn lạ về những đứa như cô, dân quê mùa, không cha không mẹ, không ai dạy dỗ cô hết. Cô dụ dỗ rồi bám theo con trai tôi, muốn lấy nó để chiếm hết gia tài này phải không? Cô cứ chờ đi, tới khi tôi chết cô mới thực hiện được ý muốn đó. Mẹ thôi đi mẹ à. Tụi con đã tìm tới đây, đó là lỗi của con. Ba có thể chửi con bất cứ điều gì, nhưng xin bé được xúc phạm tới ba má con, những người đã khuất.
Công huynh, đứng lại, không được đi theo nó. Mẹ, con không muốn nói điều này, nhưng con phải nói cho mẹ biết. Con thất vọng vì mẹ quá. Tùy con thôi. Nếu con nhất định lấy con nhỏ không ra gì đó, thì con đừng bao giờ coi mẹ là mẹ của con nữa. Không, con không thể coi là không có mẹ. Nhưng con cũng không thể lấy ai khác ngoài Ngọc Quỳnh. Mẹ nhớ giùm con điều đó đi. Đáp, đứng lại, đáp. Ngọc Quỳnh, Ngọc Quỳnh à. Ngọc Quỳnh, em bình tĩnh lại đi. Nghe anh nói là Ngọc Quỳnh. Em nghe anh nói nè. Ngọc Quỳnh, anh xin lỗi mẹ. Anh thật sự không bao giờ nghĩ là sự việc lại diễn ra tồi tệ đến như vậy. Anh đúng là một thằng không ra gì đúng không Ngọc Quỳnh? Em đừng có tha thứ cho anh. Em chửi anh đi. Em đánh anh luôn cũng được mà. Sao anh lại để cho người yêu của mình rất nhiều nước mắt như vậy chứ? Anh không có lỗi gì hết á. Chỉ là em cảm thấy quá đột ngột. Hơn nữa, thái độ của mẹ anh đã quá gay gắt như vậy rồi. Em nghĩ... Không, dù mẹ có ngăn cản đến cỡ nào đi chăng nữa, anh vẫn chỉ yêu một mình em mà thôi. Anh biết tội anh gây ra quá lớn, tới mức Ngọc Quỳnh không muốn nhìn mặt anh nữa. Anh phải tự trừng phạt mình đây. Lớp chúng mình rất rất vui, anh em ta tràn hòa tình thân. Lớp chúng mình rất rất vui, như kéo sơn anh em một nhà. Đầy tình thân quý bên nhau, luôn thi luôn học chăm tiến tới. Quỳnh à, để anh trèo lên cây lấy bong bóng xuống cho em nha. Nhẫn cưới của chúng ta đã được thiên nhiên chứng giám rồi. Anh đi nha. Mẫu này đi, đây là hàng mới về luôn á. Đẹp ơi là đẹp luôn á. Chị coi thử đi, cái mẫu này hợp với chị lắm luôn á. Còn cái mẫu bên này nè, nó cũng có nhiều màu nữa. Chị coi coi màu nào hợp, tụi em sẽ tạo kiểu với chị luôn. Để dạ, chị tự xem ha. Dạ, ở bên kia cũng có mấy mẫu nữa kìa chị. Dạ. Ở bên kia cũng có nữa hả? Dạ, con chào cô. Dạ. Cô muốn chọn áo dài nào để con tư vấn giúp cô ạ? Dán chị nữa đó.
Con muốn mua một cái áo dài trắng dạ. cho con gái lên cấp 3 dạ. mà hình như đây không có. Vậy cô đứng đợi một chút xíu để con hỏi quản lý nha cô. Dạ. Màu đỏ. Em thấy cái mẫu này nó hợp với chị lắm á. Hợp với chị hả? Chị sợ nổi không? Thôi cũng được. Sao chị? Chị chọn màu này hả? Em ơi em, cho chị hỏi này chút xíu. Chị ơi, chị thật là khéo chọn. Màu này là chuộng nhất năm nay luôn á. Sắp tới Noel rồi. Hay là chị may cái bộ áo đỏ này nè, thêm một cái khăn choàng cùng màu hoặc màu trắng là hợp hết chủ chê luôn á. Vậy hả? Dạ, xin lỗi chị, em ra ngoài nghe điện thoại chút xíu ạ. Alo. Nghe. Dạ. Xin lỗi đã để cô đợi lâu. Thưa cô, đây là hai mẫu áo dài mới nhất ở bên con. Mời cô xem qua. Hai mẫu này được làm từ chất liệu tơ tằm. Dạ. Có tính thấm hút rất tốt, không cần giải lót ở bên trong mà vẫn rất kín đáo. Dạ. Cô xem qua giúp con ạ. Để cô coi. Dạ. Dạ, cô xem luôn mẫu này giúp con. Vải này mát đó. Dạ, vải rất mát đó cô. Chị ơi, chị xem tiếp đi ha. Cái màu này cũng đẹp ghê á chị. Mẫu này được ưa chuộng lắm đó chị. Cái này cũng đẹp. Chị ơi, chị xem tiếp đi ha. Dạ. Mẫu này em còn nhiều màu lắm. Anh có hay thường ăn cơm ở nhà chủ tịch không? Cũng thỉnh thoảng thôi. Khi nào dì Tuyền buồn thì gọi anh tới nhà ăn cơm chung cho vui. Dì là người sống nội tâm khép kín, mà anh thì không chia sẻ được gì cho dì hết. Em cũng nghĩ dì của anh vừa làm giám đốc vừa làm chủ tịch, nên áp lực công việc trách nhiệm thôi. Anh cứ hãy quan tâm theo cách riêng của mình là được rồi. Nhiều khi ta cần ai đó ở bên cạnh mình, đâu phải vì người đó có giúp ích gì được cho mình đâu. Đôi khi chỉ là muốn có người đó ở bên cạnh, chỉ vậy thôi hả? Thật ra những điều em mới nói cũng chính là những điều anh đang nghĩ. Dì Tuyền đối với anh như một người mẹ. Anh có thể nói một điều, dì gì, anh có thể làm bất cứ điều gì. Nhưng rất tiếc, những điều của dì lại nằm ngoài khả năng của anh. Anh nè, lúc trước em có nghe chị Phấn ở trong phòng nói chủ tịch còn có một người con trai nữa phải không anh? Nhưng mà quan hệ giữa hai mẹ con không được tốt lắm. Anh cũng đã nhiều lần can thiệp vô chuyện này rồi, nhưng không có kết quả gì hết. Anh nghĩ chuyện này tốt nhất phải do hai mẹ con tự xử lý với nhau. Anh à, dù cho em cũng không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng mà đã là mẹ con với nhau thì có mâu thuẫn gì thì cũng giải quyết được mà, đúng không anh? Nói như em thì sẽ không có những chuyện đau lòng xảy ra trên đời này rồi. Em biết không, chuyện gia đình của dì đã xảy ra gần 20 năm nay rồi. Không biết có đúng không hả? Chào anh. Em cảm ơn anh ạ. Chào anh, em về. Chào chị. Dạ thưa anh. Sao, chị hỏi rồi phải không? Cứ tưởng nhịn được chứ. Tại sao tôi nhận cô Hiền Mai mà không nhận cô còn lại, đúng không? Đúng ạ. Nhìn cô Sương nhanh nhẹn hơn Hiền Mai, giao tiếp lại tự tin, mà lại có phần hiểu về sản phẩm nhiều hơn nữa. Đúng rồi đó anh. Em cũng thấy chị Hiền Mai lù khù lắm anh. Sao anh không chọn cô Sương? Tôi chọn Hiền Mai vì có lý do, chứ không phải chọn theo cảm tính đâu. Kiến thức sản phẩm hay sự nhanh nhẹn đều có thể từ từ học hỏi được. Nhưng mà cái tâm với khách hàng á thì không bao giờ đào tạo mà có được đâu. Sao hôm nay ngày gì mà có nhiều bong bóng vậy? Có đèn cầy, có bàn tiệc nữa. Hả?
tên hả tên? Hai người cái gì? Đây là một buổi party dành cho em. Chúc mừng em có công việc mới. Lại cảm động không nói nên lời chứ gì. Lại đây ngồi xuống đi. Nhưng chị đã đi chợ mua đồ ăn về nè, tính làm một bữa cơm thiệt ngon đãi hai người á. Nhưng mà thôi được rồi, cơm không ăn á thì gạo còn đó. Ngày trọng đại như hôm nay á thì phải ăn mừng chứ, đâu có thể làm qua loa được, đúng không anh Đạt? Đúng, ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi chị. Chúc mừng em. Chị mới xin làm bán hàng. Trời đất, nãy giờ em tưởng đâu chị được nhận giờ làm nhân viên thiết kế chứ. Bán hàng thì sao chứ, bây giờ trước hết chị phải có công việc đảm bảo cuộc sống đã. Gần 10 ngày nay sống ở Sài Gòn, trước mắt là cả tháng nữa mới được lãnh lương. Muốn tồn tại ở nơi này, chị phải nhờ em và anh Tiến Đạt giúp đỡ dài dài rồi. Chị tính cứ làm công việc này một thời gian, khi nào có cơ hội xin vào làm nhân viên thiết kế cũng được vậy. Hết nước đá rồi. Hay để em đi mua. Thôi để anh đi mua cho. Thôi được rồi, để em đi. Có bà cụ bán tạp hóa ở đầu hẻm á, ít khách mua hàng lắm. Để em ra mua ủng hộ cho bà. Anh ngồi đây gấp đồ ăn nhiều nhiều cho chị Hiền Mai nha. Hay để chị đi với em nha. Thôi chị ngồi đây đi, em đi em về liền mà. Nãy giờ toàn nói chuyện của em không à, quên mất chuyện của hai người nữa. Hôm nay anh đưa Ngọc Quỳnh về ra mắt mẹ của anh đúng không? Hồi sáng đi trên xe buýt á, em còn lo không biết nó có gây chuyện gì không đây. Nó cũng hậu đậu lắm, không có khéo léo như người ta đâu. Hôm nay anh đã ngỏ lời cầu hôn với Ngọc Quỳnh, và cô ấy cũng đã nhận lời. Vậy thì tốt quá. Ngọc Quỳnh á, trước khi về gia đình anh á, nó cứ lo cuốn cuồng cả lên hả? Nhưng mà em nghĩ bác gái cũng ưng ý Ngọc Quỳnh lắm đúng không anh? Lẽ ra anh không bao giờ nghĩ tới chuyện mà anh sẽ đưa Ngọc Quỳnh về ra mắt mẹ anh. Anh đã làm tổn thương một người mà anh yêu thương nhất. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Anh rất hối hận về cái chuyện mà anh đã đưa Ngọc Quỳnh về nhà anh. Anh nói vậy là sao? Hôm nay nhờ cái niềm vui của em á, mà Ngọc Quỳnh tâm trạng cũng khá hơn nhiều. Anh phải cảm ơn em nhiều lắm. Anh Tiến Đạt nè, từ khi em lên đây bắt đầu cuộc mưu sinh á, nói vậy cho hoành tráng nha, chính hai người đã truyền thêm niềm tin và sức mạnh cho em. Bây giờ em cũng chỉ muốn hai người vững tâm trước thử thách này mà thôi. Cho dù bản thân em chưa một lần yêu, nhưng em vẫn tin rằng chỉ cần có sức mạnh của tình yêu thì mình vẫn có thể vượt qua mọi rào cản. Anh có nghĩ như vậy không? Anh là người tin tưởng nhất cho điều đó. Có điều tâm trạng của anh hôm nay rất là tệ, muốn uống cho thật say. Anh rất đau lòng khi chứng kiến mẹ anh xúc phạm người yêu của mình. Ngọc Quỳnh khi tới nhà anh mang theo biết bao nhiêu là hy vọng, nhưng mà khi gặp mẹ anh rồi thì lại càng thất vọng bấy nhiêu. Vậy mà anh lại bất lực, không thể làm gì trước mặt mẹ anh để bên trực cho cô ấy. Trong hoàn cảnh hiện tại, em nghĩ anh cũng chỉ nên giữ thái độ như vậy thôi. Khi mẹ chồng không hài lòng về con dâu tương lai thì người chồng đứng chính giữa, họ phải cư xử cho thật khéo mới có thể kéo hai người lại gần với nhau hơn. Cảm ơn em đã chia sẻ. Đêm nay có thể là tâm trạng ngục.
tránh mặt mẹ sao? Mẹ gần về tới nhà thì con lại đi. Con về nhà mấy ngày rồi mà hai mẹ con mình chưa ăn được một bữa cơm chung với nhau nữa. Con không sợ mẹ buồn sao? Những gì liên quan tới con có đáng để mẹ buồn rầu không? Mẹ quan tâm tới con dù chỉ là rất nhỏ trong mẹ không? Cho tới tận bây giờ mà con vẫn còn muốn nghĩ như vậy sao? Rốt cuộc là con muốn dằn vặt đầy ải tinh thần của mẹ đến khi nào nữa chứ? Con không biết là tất cả những điều mà mẹ đang làm là điều vì con cả sao? Thật hả mẹ? Là vì con sao? Vì tương lai của con mà bỏ rơi tuổi thơ của chính nó và ba nó trong suốt thời gian dài sao? Con nói cái gì vậy? Đúng là mẹ không có thời gian chăm sóc con nhiều, nhưng mẹ chưa hề bỏ rơi con. Để một đứa trẻ bên cạnh mình mà không quan tâm tới nó còn tệ hơn bỏ rơi nó nữa. Điều đơn giản như vậy mà mẹ không biết sao? Có những người thà là một việc bị cả xã hội khinh rẻ nhưng để con của họ được yêu thương, còn mẹ thì làm ngược lại.